cả nhà. Hiện tại thì đoàn mình đang đi xuống miền Tây để xây cầu. Thì Quân có thể giới thiệu sơ qua mình đang đi cây cầu nào Quân ha? Hiện nay là mình chuẩn bị đi qua khởi công cây cầu Hiệp Đức ở Tiền Giang, ở ngay xã Hiệp Đức. Cây cầu này là cây cầu 189 của Tờ Tâm. Thì cộng đồng học viện Võ Nguyên Giáp cùng nhóm Tờ Tâm cùng các anh chị em trong đội thi công sẽ làm cái cầu này Hiệp Đức ở Tiền Giang. Cầu cây sắn. Mọi người dân địa phương đang làm công tác nhà thờ chú để mà người treo băng rôn để làm lễ khởi công cây cầu. Cùng với nhà tài trợ trân trọng tổ chức lễ khởi công cầu Hiệp Đức, cầu Tuệ Tâm 189. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Chia sẻ với đoàn á, là ở đây thì nói chung là cô bác cũng rất là nghèo, rồi cái đường vận chuyển thì cũng khó khăn. Nếu như bắt được cái cầu này thì chắc chắn rằng cái kinh tế của đơn vị này cũng như ấp này nó sẽ phát triển đi lên, và đồng thời thì cũng tạo điều kiện để cho con em nó đi lại học hành. Gần đây thì nó cũng có môi trường, rồi những người lớn tuổi qua lại nó cũng chắc chắn hơn. Thì chắc có lẽ là trong cái buổi lễ khai công hôm nay thì chúng tôi cũng thay mặt chính quyền địa phương thì cũng xin một lần nữa là chân thành cảm ơn đoàn, rồi cảm ơn đơn vị tài trợ và đơn vị xây dựng cầu. Chúc sức khỏe mấy anh là cố gắng, rồi là có điều kiện rồi cũng quay lại Hiệp Đức chúng tôi một lần nữa ha. Xin cảm ơn. Cảm ơn ông Lê Văn Chính. Tiếp theo chương trình xin trân trọng và kính mời ông Quang Lê đại diện cho nhà tài trợ có đôi lời phát biểu nhân buổi lễ hôm nay, xin kính mời ông. Dạ, kính chào các anh chị và con trong xã mình, xã Hiệp Đức. Thì lời phát biểu của anh Chính vừa qua thì phải nói là quá hay, rất là đầy đủ rồi. Thì Quang chỉ thay mặt nhà tài trợ là cộng đồng Học viện Bất động sản thì Quang cảm ơn các bạn, các anh chị xã Hiệp Đức đã cũng như là nhóm Tờ Tâm đã làm cầu nối cho cộng đồng Học viện Bất động sản có cơ duyên để tới đây để mà làm xây dựng cái cầu để giúp cho xã mình lưu thông qua lại, rồi làm ăn kinh tế, đi học, mọi thứ nó thuận tiện hơn. Thì chắc chắn rồi, khi mà xong cái cầu này và mọi thứ nó tiến triển tốt đẹp giữa các bên thì chắc chắn rằng là cộng đồng Học viện Bất động sản cũng như là nhóm Tờ Tâm sẽ quay lại xã Hiệp Đức mình. Thì cảm ơn các anh chị trong xã mình rất là nhiều. Sẵn năm mới thì Quang xin thay mặt cộng đồng Biển Văn Sản chúc anh chị cô chú mình trong xã Hiệp Đức nhiều sức khỏe và chúc được nhiều mùa sầu riêng cũng như mùa bít hơn. Không phải nó thất thu như năm vừa rồi. Cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn.